Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Mày mà không từ chức tao kéo anh em qua chém chết mày. Vô trách nhiệm làm chủ quân đoàn mà cứ bỏ bê không quan tâm. Thì là dạo gần đây là mình có thể mình đúng thiệt là mình đã bỏ bê quân đoàn, nhưng mà mình không phải là mình không có quan tâm quân đoàn. Chị không xứng làm chủ quân đoàn. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn và chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Thì mình lại là Ruby đây, và vợ là mình và mãi là mình, với là kênh của mình mà. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một video về Free Fire. Nhưng mà hôm nay là mình nghĩ là mình sẽ không chơi game Free Fire và mình sẽ tiếp tục giải quyết cái vấn đề ngày hôm qua. Hiện nay có thể xem video. Em sẽ được out khỏi quân đoàn. Ủa là sao? Ủa là sao anh? Em vẫn chưa hiểu ạ. Vậy còn chuyện buồn là gì thế anh? Đây, mình sẽ hỏi thử này. Chuyện buồn là em từ giờ sẽ không còn là thành viên quân đoàn nữa. Ơ, tại sao vậy anh? Ủa, what the fuck? Tự nhiên anh dịch nói chuyện kỹ ta. Từ từ để mình... Ủa là sao? Là sao anh? Em vẫn chưa hiểu rõ ạ. Nên mình sẽ nhắn cho anh. Chính thức kể từ bây giờ, em không còn là thành viên quân đoàn Hero Team nữa. Em chính thức bị trục xuất khỏi quân đoàn. Ủa là sao ta? Tự nhiên mình bị trục xuất khỏi quân đoàn ba? Trời, mới vậy luôn á. Phải hỏi các thành viên trong quân đoàn em đi, anh không muốn nói tới nữa. Dạ. Đấy thì Ngày hôm nay là kiểu là anh em có thể thấy là bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái tin nhắn là mình bắt đầu mình bị tất cả mình tính là mình sẽ giải quyết với các thành viên trong quân đoàn ấy, nhưng mà mình nghĩ là mình thích rễ rồi anh em. Cái thành viên trong quân đoàn bây giờ đang kiểu đó là tôi xích với mình, đó là kiểu đang là quay lưng với mình hay bla bla mọi thứ ấy, anh em. Nên là bây giờ mình sẽ cho anh em xem thử những cái đoạn tin nhắn mà lúc nãy mà mình đang nhắn hiện tại luôn nha. Đó là anh em có thấy là mình đang nhắn tin ở trong quân đoàn nè. Và bây giờ quân đoàn nó đang... Đây. Các bạn thấy không? Các bạn xem nhé, các bạn xem này. Đây mình đang mở lên cho các bạn xem này. Thật ra là hôm tối hôm qua là tụi mình với nguyên đám trong quân, mấy bạn trong quân đoàn đã cãi nhau rồi anh em. Bây giờ sáng sớm, bây giờ là nó bây giờ 1:14 nè. Đến sáng nó nhắn tin đến nói mình quá trời luôn nè, các bạn thấy không? Đây này. Đây các bạn cũng có thể đọc cái gì mà chị không xứng là chủ quân đoàn. Rồi con ru kia sao mày không làm trách nhiệm trong quân đoàn đi, quân đoàn loạn hết rồi. Tại vì mình đã nói là kiểu dạo gần đây là mình đang có một vài số vấn đề các bạn. Đấy là nhưng mà mấy đứa này nó kiểu nó không nghe mình các bạn. Làm chủ quân đoàn mà không biết làm thì nghỉ đi. Anh em xem xét rồi kích quân đoàn đi, không làm được thì đưa người khác làm, vô trách nhiệm quá, không xứng làm chủ quân đoàn. Làm chủ mà vô trách nhiệm thì bị kích là phải. Còn kích người vô cớ. Bà nhắm làm chủ quân đoàn được lâu với bọn tôi thì cứ làm. Thì anh em có thể đang thấy là mấy bạn này, mấy bạn trong quân đoàn là đang kiểu là công kích, là đang là kiểu đang cố gắng kiểu tẩy chay mình khá là nhiều. Nhưng mà mình cũng không biết là lý do tại vì sao, tại vì mình cũng chả kích ai một cái quân đoàn mà mình vẫn đang làm đúng cái trách nhiệm của mình ở trong quân đoàn. Mà mình chẳng biết tại sao là mấy đứa đây spam tin nhắn nè. Anh em có thể thấy đây spam tin nhắn rất là nhiều luôn nè, anh em thấy không? Bây giờ còn tụi nó kiểu bây giờ là nó đang quyết liệt là kích mình khỏi quân đoàn, mà hiện tại là mình vẫn chưa ra quân đoàn nha anh em. Tại vì có thể là
mình đang phải giải quyết một số vấn đề thì mình mới ra khỏi quân đoàn được. Anh em có thể thấy đấy, kích thì nhanh, sao nói thì không mở mồm ra nói vậy, Nguyễn Châu Kim Quỳnh. Anh em có thể thấy thì tin nhắn thì mình nghĩ là chắc mình nên là kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Thì mình nói chung là mình bây giờ mình đọc mình nhắn chị xin lỗi đi. Mình điên quá. Tự nhiên mình bây giờ mình đang cảm thấy không biết nghĩ gì các bạn. Là sao vậy mấy đứa? Này mình sẽ nhắn hỏi. Chị có làm gì đâu. Mày mà không từ chức tao kéo anh em qua chém chết mày. Vô trách nhiệm làm chủ quân đoàn mà cứ bỏ bê không quan tâm. Thì là dạo gần đây là mình có thể mình đúng thiệt là mình đã bỏ bê quân đoàn, nhưng mà mình không phải là mình không có quan tâm quân đoàn. Chị không xứng làm chủ quân đoàn. Thề đôi tự nhiên mình đọc cái này mình bị cảm thấy buồn đó ba. Thề buồn vẻ chuối. Thề kiểu bây giờ mình cũng chả biết hiểu sao, thì mình chỉ biết là cho anh em xem những đoạn tin nhắn mà anh em trong quân đoàn đã nói về mình như thế nào thôi. Thấy thì kiểu như vậy. Hiện tại mình cũng chả biết phải giải quyết như thế nào nữa. Ok thì mình nghĩ là có thể những vấn đề này từ từ thì mình sẽ giải quyết nha anh em ơi. Còn bây giờ thì mình nghĩ là vẫn nên là chưa giải quyết những cái vấn đề trong podcast như thế này. Tại vì bây giờ là tất cả quân đoàn đều quay lưng lại với mình hết rồi các bạn. Bây giờ mình cũng chả biết phải nói sao nữa anh em ơi. Thì ok, mình cũng chả biết phải nói thế nào nữa. Bây giờ chắc mình kiểu không biết giải quyết như thế nào nữa. Tại vì bây giờ mình có nói thì cũng chẳng ai nghe mình nói anh em. Thì